We do exercise unit 4. We had a question. Lesson 4, 5, and 6. Now, let's begin. Lesson 4. Exercise 1. Listens. Circle the correct spelling. Ở bài tập này, các bạn sẽ listen carefully, nghe một cách cẩn thận và sau đó mình sẽ khoanh tròn vào những âm mà mình đã nghe được. Now, listen. Listening 9. Listen. Circle the correct spelling. 1. Bike. Bike. 2. Boat. Boat. 3. Flute. Flute. 4. Light. Light. 5. Bone. Bone. 6. Room. Room. Now, exercise 2. Write the sentence using as words. Ở bài tập này, các bạn sẽ sử dụng những từ trong ngoặc để mình viết thành một câu. I have 6 example sentences for you. You can construct. Bài tập này, cô sẽ cho 6 câu ví dụ. Các bạn có thể tham khảo hoặc là tự viết theo ý của mình cũng được. Now, number 1. I ride my bike every day. I didn't play toy with my little sister, so she cried. Number 3. Number 4. Number 5. And number 6. Listening 9. Listen. Now, exercise 1. Order letter and write the words. Ở bài tập này, các em sẽ sắp xếp lại từ cho chính xác. Number 1. Người ta đã làm mẫu chúng ta là goal. Number 2. Rhythm. Number 3. Dragon. Number 4. Pum. And number 5. Gong. Exercise 2. Choose the word from the box. Write the correct words next to number 1 to number 5. We have 5 words. Now, number 1. They have filled the word dragons. Số 1, người ta đã điền chúng ta là từ dragons. Now, number 2. Gold. Những người nhảy thì họ mặc trang phục màu đỏ và màu vàng. Number 3. Rhythm. Number 4. Gong. And number 5, pum. Exercise 3. Read the proof in the student book. Write to our phone. Các bạn sẽ đọc lại bài thơ trong sách giáo khoa và sẽ trả lời cho cô là to hay là phone. Now, number 1, người ta đã làm mẫu chúng ta là to. Number 2. There are drums and gongs. Chúng là những cái trống và những cái cồng chiêng. 2. Number 3. People are not moving. Những người họ thì không di chuyển. 4. Number 4. The dragon sing on the streets. Con rồng thì đang hát trên đường phố. 4. And number 5. The dragon's body is gold and red. Người của con rồng thì có màu vàng và màu đỏ. 2. Now, exercise 1. Write each word with ink. Use the double consonants rules where necessary. Ở bài tập này, các bạn sẽ viết mỗi từ với vấp in. Sử dụng các quy tắc phụ âm đôi khi mà cần thiết. Nào, number 1, working. Number 2, sitting. Double consonants. Number 3, reading. Number 4, getting. Double consonants.
Number 5, rowing. Number 6, swimming, double consonants. Number 7, shooting. Number 8, shopping, double consonant. And number 9, listening. Now, look at the picture and write the label. Now, number 1, at the top. Picture it. Number 2, on the left, phía bên tay trái. Number 3, on the right, phía bên tay phải. And number 4, at the bottom, phía dưới. I think so easy with you. Now, exercise 3. Read the reasons and write at the top, on the left, on the right, at the bottom. Các bạn hãy sử dụng những từ at the top, on the left, on the right, and at the bottom để mình đoạn đoạn văn phía dưới đây, dựa vào cái bức hình lúc nãy chúng ta đã điền. Now, number 1 là at the top. Number 2, on the left, phía bên tay trái là một bạn nam. Number 3, on the right, phía bên tay phải là một bạn nữ. And number 4, at the bottom, ở phía dưới của bức hình bạn có thể nhìn thấy khán giả. Now look at the picture and write T at the top, P at the bottom, L on the left, R on the right. Ở bài tập này các bạn sẽ nhìn vào bức hình và mình sẽ xem các vị trí của các đồ vật. Nếu như là ở phía trên thì mình sẽ điền T. Ở phía dưới cùng thì mình sẽ điền P. Phía bên tay trái thì các bạn sẽ điền L. Và phía bên tay phải thì các bạn điền R. Now, clothes, những đám mây, sẽ là T, những đám mây ở phía trên. Audience, khán giả, write P. Pant, write L. Recorder, T and L. Cây sáo thì ở phía trên sân khấu và nằm phía bên tay trái. Clap, tiếng vỗ tay. P, rooms, những cái trống. R, bird, T and right, con chim thì ở phía trên nhưng mà nằm phía bên tay phải. Girls, những bạn nữ thì ở phía trên nhưng mà họ ở vị trí tay trái. Cheer, tiếng vỗ tay hoan hô, những tiếng hoan hô. T ở phía dưới khán giả. Stay. Out, sân khấu thì nằm phía bên tay trái. And sun, T and right, nằm ở phía trên và phía bên tay phải.